Uống ly cà phê cho nó thông minh sáng suốt. Xin chào các bạn nha. Hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho một người phụ nữ. Người ta đang có một cái cuộc sống trong hôn nhân, đang nuôi con và cũng có được cái phước lành là con cái có đứa thì nó trả hiếu, còn có đứa thì nó không trả hiếu nhưng mà nó cũng chẳng trả oán. Tức là nó cũng không có cho mình tiền. À, nó thỉnh thoảng đến thăm mình cho mình vui vậy thôi. Nhưng mà có đứa thì nó lại cho người phụ nữ này khá là nhiều tiền. Thì cô đặt cho tôi một cái câu hỏi là có phải mình khổ vì đứa con nào nhiều thì mình sẽ được đứa con đó nó trả hiếu hoặc nó báo ân lại hay không? Thì tôi nói với các bạn một câu chính xác là như thế này. Khi mà bạn có con, các bà các bác có con, mà con của các bà các bác có hiếu báo hiếu, lúc nhỏ đứa bé đó có thể nó không có ngoan, nó không có tốt, hoặc là thường xuyên nó cãi lại các bà các bác đi, thì các bà các bác cần phải hiểu rằng đứa con nó cãi đúng hay cãi sai. Cái vấn đề là chúng ta thường hay nghĩ là con chúng ta cãi lại chúng ta là nó sai hết. Tuy nhiên có một số bậc cha mẹ không có những cái tư duy tốt như những đứa con, có nghĩa là nhà này thuộc cái dạng là con hơn cha mẹ. Thì con hơn cha mẹ thì cái việc mà nó cãi lại cha mẹ không phải là nó cãi, mà nó muốn đi theo cái con đường mà nó chọn, nó đi theo cái nghiệp mà nó hướng đến. Đó. Nhiều khi mình cứ nghĩ rằng nó đi vậy không tốt, nhưng mà do nó tự tin vào bản thân nó và nó có cái năng khiếu trong cái việc nó làm, thì cái việc nó cãi lại mình chẳng qua là nó đang chống lại cái mong muốn của mình. Nhưng mà đúng với nó, phù hợp với nó thì nó vẫn phát triển như thường. Vậy thì không gọi là cãi. Mà đây là nó đấu tranh cho lý tưởng của nó. Nó có một sự khác biệt. Đối với những người phụ nữ sinh ra vào tầm thời năm ít và đứa con khoảng tầm 8 ít như tôi thì có nhiều cái mâu thuẫn về hai xã hội, thế hệ nó khác biệt rất lớn. Một tầng lớp thì phong kiến cũ xưa, còn một người thì hướng Tây, hướng ngoại hoặc là hướng ra một cái sự phát triển hoặc tích cực, thì hai cái luồng tư tưởng đó đa phần là sẽ không phù hợp. Sẽ rất là nhiều cái sự tranh cãi. Còn đứa con nào mà đem đến cho chúng ta nhiều phước báo là do đứa con đó hay là do chính bản thân cái người mẹ đó đã có những chuyển biến tu hành và thay đổi tâm. Đó, các bà, các bác nghe kỹ từng câu con nói nha. Các bà các bác có tu hành thay đổi về tâm, thay đổi về nhận thức nên các bà các bác thấy rằng cuộc sống nó đang thay đổi. Đứa con của các bà các bác nó đang rất hiếu thảo, nó đang rất là thương các bà các bác. Tuy nhiên trước đây nó vẫn là nó, nhưng mà nó vẫn cư xử như thế. Nhưng mà do các bà các bác cố chấp quá nên không nhận ra là mình đang thay đổi chứ không phải là con mình nó đang thay đổi. Đó, có một số người phụ nữ lớn tuổi mà cố chấp như vậy thì sẽ không nhìn ra được cái bối cảnh thực sự của bản thân tâm mình. Khi mà mình không thay đổi được hoàn cảnh á, tức là mình không thay đổi được là những đứa con này nó là con của mình, nó đem đến cho chính các bà các bác những cái sự khó ưa khó chịu. Nhưng mà các bà các bác thấy rằng mình không thay đổi được hoàn cảnh đó, thế mình chán đời quá, mình buồn quá, mình đi tu. Mình đi tu thì khi mà mình thay đổi được cái cách nhận thức của mình á, mình hạ cái tôi của mình xuống á, mình hạ cái tảng đá mà mình nâng á, và mình bỏ đi cái sự sân giận trong tâm mà mình nuôi dưỡng á, thì mình thấy tự nhiên cuộc đời nó là bỗng nhiên sao nó nhẹ nhàng, con mình nó lại dễ thương dễ mến, mà cái đứa con thì nó hiếu với mình. Nếu mà nói rằng đứa con nào mà các bà các bác khổ với nó mà nó sau này trả hiếu nhiều hơn á, thì cho con hỏi một câu, có những đứa con á cha mẹ rất là khổ cực với nó, cung phụng cho nó, hầu hạ nó, không thiếu gì hết, chỉ có khiêng nó vô nhà cầu để đĩa thôi. Nhưng mà tại sao đứa bé đó lại trở thành một cái tội phạm? Vì sao? Vì sự dung dưỡng, vì không biết dạy nó phân biệt cái điều đúng điều sai. Và có những người biết dạy dỗ con nhưng mà con lại sai lầm. Vì sao? Vì cái nghiệp chướng của cái đứa con đó là một cái loại biệt nghiệp, cái nghiệp ác riêng biệt mà nó có cộng sinh, nó sinh vào trong gia đình của mình. Nó làm cho các bà các bác xấu mặt hoặc là làm đẹp mặt, là lý do là bản thân các bà các bác có biết tu để mà chuyển nghiệp hay không, và cái đứa con đó nó có là cái đứa biết tu dưỡng thân tâm hay không. Có thể nó trước đây là một người rất xấu, nó
Nói chung là lang chạ với rất nhiều người đàn ông, nhưng mà vì một lý do nào đó nó đã thay đổi thân tâm hoàn toàn, nó đã trở nên tốt đẹp và nó trở nên một cái người, có nghĩa là kiếm được tiền. Thì cái hành trình của nó không phải tự nhiên mà như vậy, không có cái gì gọi là tự nhiên hết, mà bản thân nó đã làm được những cái điều mà gọi là có phước, đến lúc mà cái quả nó sinh ra thì nó phát triển theo cái dòng nhân quả là như thế, không có gì gọi là tự nhiên hết. Và bản thân các bà các bác nghĩ rằng mình khổ sở cho đứa con nào thì đứa con đó sẽ yêu thương mình, cái đó cũng là một phần. Vì khi đứa con lớn lên nó nhận thức đầy đủ và nó thương cha mẹ hơn, hoặc khi nó gặp cái hoàn cảnh nó kết hôn, nó có con, nó sẽ hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Và có thêm một thực tế nữa là đứa con nó càng tu hành thì nó lại càng hiểu rằng nó đến với cuộc sống này gặp những người cha mẹ gọi là trái duyên hoặc là thuận duyên đi nữa thì nó sẽ thuận theo tự nhiên để mà sống, để mà coi như là sinh ra để trải nghiệm, mà nó sẽ trải nghiệm một cách vui vẻ, thoải mái. Chính người cha người mẹ biết tu, đứa con biết tu dưỡng thì cả hai cái vấn đề tu hành để chỉnh sửa đưa đến một cái lối sống ôn hòa đạo đức, thì hai cái luồng tư tưởng nó gặp nhau thì đứa con cũng sẽ kính yêu cha mẹ, mà cha mẹ thuận thảo thì con cái thảo hiền, cũng là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên có một số trường hợp cha mẹ rất là tốt, con cái thì lại ương bướng. Ví dụ như một số các gia đình con là sát nhân, cha mẹ hoàn toàn là người bình thường, cha mẹ hoàn toàn là người đàng hoàng tử tế, nhưng mà mình cũng không hiểu được cái dòng nhân sinh, cái dòng mà người ta gieo hạt giống xuống như thế nào và đứa con đó nó có cội nghiệp ra sao. Nhưng mà tuy nhiên phải nói một điều rằng nhân quả không có nợ bất cứ ai, thế nên các bạn phải biết rằng mình phải kiểm tra thật là kỹ lưỡng về lời nói, hành vi, thái độ, ý nghĩ và cái tâm lý của mình. Khi mà mình thấy cái điều đó sai mà mình cứ im im, mà mình cứ dung dưỡng cho cái sai thì cái đó chính là cái bất thiện. Có nhiều người nói là tôi thấy chồng tôi như vậy tôi không nói, đó có nghĩa là tôi hiền, tôi thương chồng tôi im. Hoặc là tôi thấy con tôi làm sai mà tôi không nhắc, tôi cứ để cho nó sai. Mình sống trong cái sai mà làm cho cái sai sai hơn, mình không chỉnh sửa được cái sai thành cái đúng, mình để cho cái sai nó phát tác, thậm chí nó ảnh hưởng, nó làm cho mình sai luôn, thì cái người đó đang dung dưỡng và nuôi dưỡng cái sự bất thiện. Đó. Trong cái lời nói, ví dụ như nhiều lời nói rất ngọt nhưng mà nó không có phải là lời nói tốt đẹp, nó giết hại người ta bằng cái sự ngọt ngào đó, thì cái lời nói ngọt đó chính là liều thuốc độc. Mà có những lời nói nó rất là đắng nhưng mà nó không giết người ta mà nó lại chữa được căn bệnh, thì lời nói đắng đó lại không phải là thuốc độc, mà lời nói đắng đó chính là một vị thuốc. Thế nên là chúng ta phải biết là phân biệt thiện thật và thiện giả. Có nhiều cái mình nhìn nó rất là giống như là hàng thật, nhưng mà mình nhìn kỹ nó là hàng fake, hàng fake, hàng giả, hàng nhái. Đó. Thế nên là chúng ta phải có từ bi và trí tuệ. Một người mà hiền quá thì nó sẽ hóa đần. Một người đàn bà mà hiền quá mà làm cho con cái nó bị ảnh hưởng, và mình cứ cho rằng đó là sự chịu đựng, đó là cái điều tốt đẹp mình mang đến cho gia đình, nhưng mà mình lại làm cho cái sai, cái xấu nó phát tác ra, nó làm cho cái điều tồi tệ nảy sinh ra, thì chính bản thân mình á, là cái người đang nuôi dưỡng cái sự bất thiện. Chứ không phải là mình là cái người mẹ hiền, mình là người hy sinh, mình là người cam chịu, tôi cả đời hy sinh cho con, tôi khổ vì con. Bạn khổ vì con, đó là bạn không biết cách dạy con, bạn không biết cách làm sao cho bạn sướng. Có rất là nhiều người đàn bà vẫn sướng mà vẫn biết cách dạy con, chứ đâu nhất định bạn phải khổ mới dạy được con, đúng không? Đó là do cái tư duy của bạn như thế nào về cuộc sống, bạn sẽ hành xử như vậy thôi. Tôi nói với các bạn như vậy, có một số người phụ nữ không có biết làm đẹp cho mình, sống một cách cẩu thả bừa bộn, nhìn cái đồ mặc á, không phải nói là mình cần phải mặc đồ sang, đồ hiệu, mình vẫn có thể mua đồ cũ nhưng mà nó phải gọn gàng tươm tất. Đầu tóc của mình cũng vậy, mà mình lại có một cái cuộc sống nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu này, đồ ăn á, thì nấu toàn rơi tóc của mình vào trong đó thôi mà mình không khắc phục tình trạng như vậy, thì người mẹ như vậy thì làm sao mà có thể dạy được cho đứa con nó tốt đẹp hơn đó. Nhưng mà người mẹ nó rất là siêng làm, siêng làm, siêng làm đó, bạn thấy không? Có cái người mẹ mà coi như là nhiệt tình mà không có tốt trong cái sự nhiệt tình, không có hoàn hảo, không có làm cho mình tốt hơn trong sự hoàn hảo, mà lại cứ nhiệt tình trong cái sự mà xuẩn ngốc như vậy, thì giống như cái câu nói mà chúng ta thường hay nghe đó là gì? Nhiệt tình mà thêm ngu ngốc là nó phá hại. Đó, cứ làm như vậy, vừa dung dưỡng những thói hư tật xấu mà không hoàn thiện được bản thân mình tốt hơn, thì người phụ nữ đó đang duy trì và đang nuôi dưỡng những cái mầm xấu bất thiện trong tâm của họ, trong ý thức, trong nhận thức của họ. Họ không nhìn lại bản thân mình mà họ cứ đổ thừa là tôi khổ vì chồng, tôi khổ vì con. Khổ vì chồng vì con là không biết cách tổ chức,
Tại sao bạn lại phải cứ phải nấu ăn trong khi đó bạn cũng bỏ tiền số tiền như vậy mua ăn, ăn ít hơn một chút mà nhẹ nhàng, ăn ít hơn một chút, đừng ăn thịt cá, ăn rau dưa đi, hoặc là ăn một số các loại trái cây để giảm bớt đi cái áp lực xác thịt để cho mình cũng cảm thấy khỏe hơn. Cũng lượng tiền đó mà mình tổ chức một bữa ăn mình đi mua về nó cũng được vậy, đâu nhất định là ngày đó mình phải quần quật khổ đâu. Cũng chỉ quay lại cái việc là ăn, ngày nào ăn cái gì, lúc nào ăn cái gì, mở mắt ra cũng nghĩ đến ăn, rồi lại ăn, rồi vừa mới ăn xong rửa chén nó lại nghĩ là nấu ăn cái gì, quay ra cả ngày cũng chỉ vì miếng ăn, không có nghĩ được cái gì ngoài cái miếng ăn. Nếu mà sống với tư tưởng như vậy thì rất là khổ và không bao giờ phát sáng được. Khi mà tâm lượng của các bà, các bác, các cô á mà có định tĩnh á, có bình an á, thì tâm nó mới được sáng sủa, sáng suốt. Các bà, các bác phải biết học cái cách là gọi là yêu thương bản thân mình một cách khôn ngoan á. Nhiều khi mình cứ tưởng là mình thương bản thân mình lắm, nhưng mà mình thật ra là mình đang đầy thân đầy xác á. Cái điều quan trọng không phải là các bà giữ cho gia đình hạnh phúc, mà làm sao để các bà phải nghĩ rằng các bà ngừng và thôi đừng có giữ nữa, mà mình vẫn được hạnh phúc bình an trong cái điều đó, thì mình mới thật sự là thanh thản, thanh tịnh. Đó mới thật sự là chân chính, chứ suốt ngày cứ ở trong trạng thái giữ thì nó mệt lắm. Giống như các bà, các bác đang sống ở trong nhà mà sợ ăn trộm nó vô nhà, lúc nào cũng cảm giác bất an, không biết có đứa nào cậy cửa, cậy mái tôn vô hay không, có đứa nào nó phá cửa sổ để nó vào nó ăn trộm hay không. Thì đó là những cái điều rất là khổ sở cho cái người phụ nữ sống trong một cái trạng thái như vậy. Khi mà các bà, các bạn sống trong một trạng thái tĩnh lặng á, thì các bà, các bạn sẽ nhìn thấy như vậy nè, thực tại của các bà, các bạn nó đang hiện ra. Không phải là người thứ ba đang kéo chồng các bạn, không phải là chồng các bạn bỏ các bạn, mà bản chất là người đàn ông nó không còn yêu các bạn. Đó, cái bản chất phản ánh thực tại khi mà tâm mình thật sự bình an, mình tĩnh lặng, mình nhìn ra điều đó. Mong cầu hạnh phúc trong cái việc mà các bà mong cầu hạnh phúc, nó đã có cái mầm mống của sự khổ đau. Mà làm sao để được bình an? Khi mà bình an nó xuất hiện là sự sợ hãi của các bà không có. Còn khi mà các bà, các bác mà sợ hãi thì cái sự bất an nó đến. Vậy thì làm sao để cho mình bình an? Mình không sợ thứ gì hết, mình hãy tiếp nhận theo cái cách mà nó đến. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta buông bỏ được những cái sự khổ đau, tiếp nhận mọi vấn đề của cuộc sống, đó chính là cái cách mà chúng ta khổ hạnh. Chính là một cái cách mà chúng ta trau dồi để mà chúng ta vượt lên, để mà chúng ta thoát khỏi đau khổ, thì đó chính là một cái sự khổ hạnh đấy. Người đàn bà mà đã trải qua rất là nhiều thăng trầm trong cuộc sống và không lặp lại những sai lầm trong cuộc sống, đó chính là sự sám hối xứng đáng, rõ ràng và thực tế nhất. Bây giờ các bà, các bác có đau khổ, các chị, các em có đau khổ tìm đến với tôi tư vấn, thì lại hy vọng rằng cái câu chuyện của các bà, các bác đừng có để cho ai nghe, đừng có để cho ai biết. Bởi vì sao? Trên kênh này á, là có bà con dòng họ của tôi. Cái câu chuyện nào na ná giống như vậy là người ta nghĩ đến là tôi. Nhưng các bà, các bác có biết không? Các bà, các bác đọc những cái bình luận ở trên kênh video của Sống Tình Yêu GB đi ạ. Có nhiều người nói là câu chuyện này y hệt như là câu chuyện của em. Câu chuyện này giống như là của tôi. Các bà, các bạn thấy không? Đâu phải của họ đâu, nhưng mà họ bình luận vào. Đó là câu chuyện của tôi. Sao mà giống tôi thế? Tôi cũng như thế này đây. Câu chuyện này giống y chang cuộc đời của em. Mà trong khi đó là tôi tư vấn cho một vị khách hàng khác. Các bạn thấy đó. Người người đều giống nhau nhưng cách giải quyết mỗi người khác nhau. Vì sao? Tâm tánh của mỗi người khác nhau, hoàn cảnh sống của mỗi người khác nhau, nhận thức của mỗi người khác nhau. Thế nên là các bạn nghe video mà không tư vấn trực tiếp làm cho tâm các bạn được bình an thì đó cũng là một cái điều tốt cho các bạn. Tuy nhiên khi mà để hướng đến một cái câu trả lời làm sao để thoát khỏi khổ đau hoặc là trực tiếp tìm đến với tôi tư vấn thì có nhiều người rất là ngại. Ngại vì sao? Sợ tôi biết mà tôi đâu có biết họ là ai. Có nhiều người còn sợ tôi đến mức này các bạn. Kết bạn với tôi xong thì tư vấn xong rồi xóa. Họ sợ tôi tìm họ, nhưng mà xin thưa với các bạn, tôi không có tìm các bạn. Tôi để cho các bạn tự nhiên. Có nhiều người tìm đến với tôi thì họ nghĩ rằng tôi chẳng, không phải là tôi chẳng, mà tôi để cho các bạn thật sự sẵn sàng hẳn tìm đến tôi. Còn tôi thật sự là không có thời gian để mà nhắn tin cho các bạn hàng trăm hàng chục tin nhắn, nhắn hoài mà các bạn không chốt được ngày tư vấn. Khi mà các bạn quyết định tư vấn thì đến tôi tư vấn, hết có một tờ thôi. Nhưng mà đỡ đau đầu cả mấy năm trời. Các bạn thấy không? Có nhiều người phụ nữ tìm đến với tôi nói là quyết định ly hôn chồng 2 năm rồi, suy nghĩ 2 năm rồi, chín chắn rồi, suy nghĩ biết bao nhiêu rồi, rồi nghe biết bao nhiêu nhà tư vấn, rồi cũng nghe những cái khóa chữa lành này đó kia, mà tâm người ta đâu có lành đâu. Lành rồi sao kiếm tôi? Lành rồi chắc chắn là không kiếm tôi, mà bởi vì không lành nên mới kiếm tôi. Bởi vì sao? Những điểm mù tâm lý của họ đã không được người khác nhắc đến, hoặc là bản thân họ còn cố chấp,
và có những cái định kiến sai lầm trong nhận thức của bản thân, nên họ không thoát được sự đau khổ đó. Có người đàn bà đó, họ nói rằng họ không chấp nhận được chồng của họ chọn họ bởi vì họ hơn người thứ ba. Họ không muốn điều đó. Tôi nói cho các bạn nghe, có cái câu nói rất hay nhưng mà không đúng. Có nhiều câu nói rất hay nhưng không đúng. Bởi sao? Nó không thực tế. Nó chỉ có là ngôn tình mỹ miều, nhưng mà nó chứa đựng cái sự không thấu hiểu là các bạn suy nghĩ sai. Ví dụ như cái câu nói mà cái người phụ nữ kia 2 năm trời suy nghĩ về vấn đề mà bỏ chồng mà không bỏ đó, mà trong tâm luôn luôn nghĩ đến chuyện bỏ chồng khiến cho mình đau khổ. Người đàn bà đó cho rằng người ta không chấp nhận. Tôi không thể nào chấp nhận một người đàn ông chọn tôi bởi vì tôi hơn một người đàn bà khác. Ý là người đàn bà đó không được yêu mà chỉ là sự lựa chọn thôi đó. Đừng bao giờ biến mình thành kẻ lựa chọn của người khác. Trời đất ơi, tất cả chúng ta đều là sự lựa chọn của nhau. Bạn không chọn chồng bạn sao? Bạn yêu chồng nhưng mà bạn vẫn chọn người đàn ông đó. Còn bạn yêu mà bạn không chọn thì người đó không quan trọng với bạn nữa rồi. Thế nên là chỉ vì cái câu nói hay như vậy, tư duy như thế thôi mà một người đàn bà đã đau khổ suốt 2 năm trời. Gặp tôi nói lại liền á. Rồi cũng có cái trường hợp có người đàn bà nào đó mà chức quyền bây giờ là không có, tuy nhiên là tiền bạc thì nhiều rồi, vì có một tòa nhà lớn. Bà ta nói là chồng bà ta vô dụng bất tài, bà ta chán. Nhưng mà tôi khi mà tôi nghe thấy lý do làm sao mà bà giàu được như vậy thì bà mới chia sẻ là như vậy, thì tôi nói thẳng cô ơi, cô nói như vậy cô có thấy cô vô ơn, vô phước với chồng cô không? Ngày xưa nếu mà cô không lấy được chồng cô làm sao người ta tin tưởng, người ta gửi tiền là cô làm sao mà cô oanh oanh tạc tạc cô thu gom tiền bạc. Bây giờ tiền bạc đứng hết tên cô rồi, ống thất thế, ống dưới trướng cô, rồi bây giờ cô kêu là cô chán ông đó. Ngày xưa không có ông đó, ông nó không nâng đỡ cô thì cô chỉ là cái người đứng bán bánh bò, bánh bánh tiêu ở ngoài chợ thôi. Cô bán mấy cái bánh đó thì bao giờ cô mới có một cái tòa nhà như thế này ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, chỉ cần một cái câu nói thức tỉnh người ta thôi là người ta bừng tỉnh lại liền. Vấn đề chính yếu là họ không nhận ra mà họ cứ xoay mình trong cái ngã mạn, họ xoay mình trong cái đau khổ, họ sống không thực tế vì không ai nói với họ những cái lời như thế. Sống mà cứ mơ mơ màng màng, sống trong cái sự mà dối trá, sống trong cái sự vuốt ve nâng mình lên cái bậc bậc bề trên đó, cái tự nhiên cái ngã mạn của người ta nó lớn rồi người ta không có nhìn vào thực tế, người ta không có biết ơn. Vì sao người ta có ngày hôm nay? Vì sao? Vì người sống cùng với mình là bạn đời của mình đã đem đến cho mình một cái cơ hội như vậy, mình phải biết ơn chứ. Cái người ta vô tình đem đến cho mình một cái cuộc sống, một cái lời nói mà người ta nâng đỡ mình, người ta làm cho mình sáng suốt, mình không phải đau đầu, mình không bị thần kinh, mình không bị tâm thần. Thì cái người đó chính là cái người thầy. Mặc dù cái lời nói đó nghe nó đắng quá, nghe không ưa thế nào, nhưng mà nó là sự thật. Mà mình sống á, thì mình lúc nào cũng muốn người khác nói thật cho mình nghe. Nhưng mà mình khi nghe lấy lời nói thật, mình chịu không nổi sự thật, mình cứ né nó ra, mình trốn, rồi mình tìm những cái lời gì mà nó xoa dịu mình để mình sống trong cái sự sai lầm. Mà mình dạy con mình á, là con phải sống đúng nha con. Mà chính bản thân mình sống không đúng, mình nghe cái gì sự thật nó đắng đắng rồi mình dẹp hết. Người như vậy là người không có đối diện với sự thật và sẽ không bao giờ giải quyết được cái vấn đề ở trong hiện thực. Thế nên các bà các bác á, tư vấn với sóng tình LGBT á, thì cũng thoải mái ra, thả lỏng người ra. Đừng có nghĩ rằng cái câu chuyện của các bà các bác là ai cũng biết. Nếu mà câu chuyện của các bà các bác ai cũng biết rồi thì không phải tôi là cái người tiết lộ bí mật, mà các bà các bác đã nói cho những cái người thân của các bà các bác biết trên cái kênh của tôi là họ đã biết rồi. Thế nên là tuy nhiên tôi thì làm việc theo mong muốn của khách hàng. Cái thứ hai nữa là tôn trọng cái sở nguyện của khách hàng. Khách hàng nói rằng không làm video thì không làm video. Tuy nhiên tôi vẫn biết làm theo cái cách của tôi để mà truyền đạt một cái bài học hoặc là đem đến cho nhiều người khác đừng có sai lầm trong cái lối sống làm người. Ví dụ như có một người thứ ba kia tư vấn với tôi. Họ là một cái trường hợp mà có nghĩa là họ nói là 10 năm sau thì tôi hãy làm cái video của họ. Tức là họ là cái người ngoại tình tay tư đó. Họ rất là ngại ngùng khi mà họ nói về vấn đề của họ. Tuy nhiên khi mà tôi thấy là tôi tội, tôi thương cho cái người vợ đó quá đi. Thế nên là tôi tư vấn theo cái dạng là tôi tư vấn cho người vợ, chứ tôi không tư vấn cho người thứ ba. Thì khi mà người thứ ba xem cái video đó, họ mới nói tôi quá là thông minh, rất là đúng cái câu chuyện của họ. Nhưng mà họ không phải là người đi tư vấn, mà tôi đang tư vấn cho người vợ. Vì sao? Người vợ đó rất đáng thương. Người vợ đó rất là đáng thương vì đeo đuổi cả đời theo một người đàn ông không yêu mình, và xem đó là lý tưởng sống của mình, sống trong khổ sở, hành hạ bản thân mình, biến mình thành hổ dữ, rắn độc. Như thế thì phá hủy đi phước đức của người đàn bà. Người đàn bà đó đáng lẽ có phước mà phá phước của mình, rất là tội, rất là đáng thương. Thế nên là các bạn từ thiện, tôi tin rằng những người xem video của tôi đã đi từ thiện rất nhiều nơi nhưng mà vẫn mang trong mình những cái mầm mống khổ đau. Thế nên là các bà các bác á, từ thiện cho chính mình bằng cái việc mà đi chữa lành cho bản thân hoặc là đi tư vấn để mà
được người tư vấn khai sáng để cho người tư vấn định hướng cho mình cái lối sống làm sao để cho mình bớt đau khổ. Và nhiều khi á, mình nghĩ là mình đúng, nhưng mà cái góc độ nhìn của cái người mà nhìn cái vấn đề khác, các bạn họ sẽ nhìn ra một cái câu chuyện hoàn toàn khác, nó công tâm và nó khách quan hơn. Thế nên là tôi khuyến khích các bà, các bác, các anh, đặc biệt là các anh nhé, rất nhiều anh là nhắn tin đến với tôi kể những cái câu chuyện tình yêu. Xin lỗi các bạn nha, những cái lịch trình á mà khách đặt cho tôi á, tôi phải hoàn thành. Bởi vì sao? Người ta bỏ tiền ra để mà người ta giải thoát nỗi đau thì tôi tập trung cho khách đó. Còn bạn á là người không đặc biệt ưu tiên để tôi phải tư vấn miễn phí cho các bạn thì tôi sẽ không có đọc cái câu chuyện của các bạn đâu. Thứ nhất là làm như vậy là các bạn không có tôn trọng các bạn, vì cái nhân của bạn nó gieo đến với tôi là nó không có hợp lý, thế nên là cái quả của các bạn không xanh. Các bạn hiểu không? Khi mà các bạn biết tôn trọng người khác á, các bạn có thể đi uống ly trà hoặc là đi bao gái 2 triệu, 4 triệu được mà, đúng không? Bỏ cho tôi 500 ngàn đi tư vấn mà các bạn không tư vấn, tức là các bạn không cần thiết lời nói của tôi. Và tôi không có phải là cái người làm YouTube để kiếm sống, mà tôi tư vấn để kiếm sống. Thế nên là YouTube là một cái khía cạnh để tôi kiếm được cái lượng tiền, lượng phí tư vấn để tôi sống hàng ngày, tôi trang trải và tôi làm những cái điều có lẽ là tốt lành cho mọi người. Tôi khác hẳn với những nhà tư vấn khác, đó là sau khi tư vấn cùng với các bạn thì tôi sẽ ra một cái video để giúp cho những người có cái hoàn cảnh không có được khá giả, không có điều kiện tư vấn hoặc là đang ngại ngùng, hoặc là một số những video của tôi vẫn có ích lợi giá trị đem đến cho người ta cái sự giác ngộ. Nói chung giác ngộ đời thôi, chứ tôi cũng không dám nói mình là làm cho người ta giác ngộ đạo giống những vị sư cao tăng. Mà tôi chỉ đưa đến cho các bạn một cái lối suy nghĩ thực tế để các bạn sống nó khỏe hơn. Tôi thấy những người phụ nữ ở nước ngoài ấy, họ tư duy rất là nhàn, nhẹ, khỏe, họ không có gánh nặng. Chính vì như vậy họ tập trung cho sự nghiệp của họ phát triển, họ tập trung cho những cái gì thuộc về bản thân họ tỏa sáng, chứ họ không có tập trung cho bóng đêm, họ tập trung cho ánh sáng của họ. Khi bạn định thì tuệ của bạn mới sanh. Bạn phải là người cứng thì bạn mới dẫn được người khác. Bạn yếu xìu yếu nhách sao bạn dẫn được ai? Đây là vấn đề chính yếu. Chúng ta không tập trung vào chúng ta mà chúng ta tập trung vào kẻ khác. Chúng ta tập trung cho bóng đêm quá nhiều mà chúng ta không tập trung vào ánh sáng. Chính vì vậy chúng ta mất đi ánh sáng và chúng ta sống trong sự khổ sở. Rất là cảm ơn các bạn đã chọn tôi là người tư vấn. Hy vọng rằng các anh, các chị, có nhiều người đã hỏi tôi rất là nhiều lần và nhiều năm mạnh dạn đi tư vấn. Vì thật sự tôi cũng chẳng biết các anh chị là ai. Nếu anh chị sợ tôi thì hãy gọi điện thoại cho tôi để tôi không có gọi điện thoại cho anh chị. À, gọi điện thoại Zalo đó, để tôi không có gọi được cho các bạn. Có nhiều bạn chặn người lạ thì các bạn gọi đến với tôi thì tôi nghe ha, tôi nghe tại vì tôi không có chặn người lạ. Với cái thứ hai nữa là khi mà bạn gọi đến tôi á, sau khi mà bạn gọi xong tư vấn xong á là tôi cũng xóa các bạn thôi. Tại vì sao? Bạn không phải là người kết bạn với tôi thì tôi sẽ xóa bạn, vì bạn không phải khách hàng nên tôi không giữ bạn, nên bạn khỏi lo ha. Có nhiều người tư vấn cùng với tôi họ cũng không có cho tôi nhìn nhật ký, tùy bạn thôi, tôi cũng không có nhu cầu muốn nhìn ha. Tôi chỉ là xử lý những vấn đề của các bạn. Và nếu mà bạn nào á mà tìm gặp lại tôi nói là chị ơi 2 tuần trước em có tư vấn chị như thế này thế này, chị cho em cái video của em. Xin lỗi là lúc đó tôi đã quên, tôi đã thoát ra khỏi cái vai đó là tôi không còn nhớ bạn là ai hết. Và hãy chấp nhận cái điều này như một sự thật. Đừng có nghĩ rằng tôi không có trân trọng khách hàng, nhưng mà vì bạn không quá đặc biệt để tôi phải nhớ. Hoặc là trường hợp của các bạn, sau khi mà tôi đã hoàn thành xong trách nhiệm của mình thì tôi không có trách nhiệm nhớ câu chuyện của các bạn. Vấn đề của các bạn phải tự nhớ. Chứ các bạn giao hết việc cho tôi, đầu óc của tôi như thế, một ngày tôi gặp 3, 4, 5, 6, 7 vị khách hàng, làm sao tôi nhớ các bạn là ai? Học sinh sẽ nhớ cô, chứ hiếm khi nào mà cô giáo mà nhớ học trò, trừ khi đứa học trò đó thật giỏi, đứa học trò đó thật là phá thì cô mới nhớ thôi. Có một số người sẽ thực sự ấn tượng khiến tôi phải nhớ. Thế nên là các bạn phải thông cảm và hiểu cho tôi khi mà các bạn nhắc hoài mà tôi vẫn không nhớ. Vì các bạn lâu lắm mới gặp tôi và tôi cũng không có thân với các bạn nên tôi không nhớ các bạn. Đấy là những điều mà tôi rất là mong các bạn hiểu biết và thông cảm cho tình huống của tôi. Rất là trân trọng mọi nhân duyên các bạn xem kênh rồi chia sẻ những video của tôi đến cho những người phụ nữ khổ đau. Tất nhiên là phong cách của tôi thì cũng ít người chịu nổi lắm, tại vì nặng. Khoa của tôi là khoa cấp cứu, khoa chỉnh chấn thương chỉnh hình, bóp nắn đau lắm, rồi khoa phẫu thuật nên là nhiều người không chấp nhận nổi. Tuy nhiên những khoa đó rất cần thiết trong một bệnh viện. Nơi nào cũng cần có những cái điều nó gọi là chân chính, nhìn thẳng vào sự thật mới đối diện được sự thật. Và phong cách của tôi là bước vào nỗi đau để thoát khỏi nỗi đau, chứ không phải là xoa dịu để mà thoát đau. Tùy vào tình huống, có những tình huống xoa dịu nhưng có tình huống phải phẫu thuật nó mới thoát khỏi nỗi đau được bạn nhé. Rất là cảm ơn, rất là trân trọng mọi nhân duyên các bạn đã tìm đến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.